Chào các bạn. Ủa ông xã mua cái này nửa ký hay nhiêu vậy? À, ông xã mình không biết, ông mua nửa ký căng dài hơn vậy đó, mình cũng biết ổng đâu, ổng mua ổng cũng này biết à, à. Người ta bán cặp chứ đâu bán ký đâu. Vậy hả, mẹ cũng không biết nữa, kệ đi. Nói chung là có khoảng hơn nửa ký chân gà, cả hơn nửa ký chân gà đó các bạn ha. Thì trong cái chân gà này mình đã ướp muối với một chút bột ngọt rồi nha các bạn, với lại một chút sả. Giờ ở đây mình có bịch sa tế này nữa, giờ mình chan nó vô luôn nha, nướng cho nó thơm cả nhà ơi. Rồi mình nhảy lên chút xíu, mình trộn nó đều ra. Hấp dẫn dữ vậy. Phong con để cái máy xuống, con vịn cái này, con lấy đồ đũa con trộn cho mẹ coi Phong. Nhanh mà vậy. Rồi con trộn đều đi. Để ướp chừng khoảng 30 phút cái bắt đầu mình nhúng lên than mình nướng cả nhà ơi. Rồi con trộn cho nó đều ra rồi được rồi. Ở ngoài Nha Trang á, là mấy bà bán thịt hay có bán cái nước sốt ướp lắm, nướng ngon vậy lắm hả? Ở đây không có đâu. À, ở đây có không? Là mẹ cũng không có biết nữa. Ôi nhà mới lâu lâu mới mấy bà bán thịt bò mới làm món này ăn, chứ mẹ cũng ít có làm món này lu bu, thì phải nhúng lửa than đồ này kia đó, lúc nào cũng có một hũ nước sốt nữa. À, nè các bạn ơi, sau khi mình đã ướp sa tế vào nè các bạn, mình không có cho màu, cái này chỉ là sa tế không nè đó. Rồi giờ mình đem ra cho con mình nướng đó nha ha. Tại vì mình cũng không có bỏ đường nữa, bỏ đường vô thì chút xíu nướng gặp lửa nó mau bị khét lắm. Có mật ong mà con mình thì không chịu chế mật ong vào, mình ra thôi cứ ướp sơ vậy rồi nướng rồi chấm muối tiêu chanh ăn thôi. Rồi con trai mình nãy giờ con trai mình nhúng lửa than đó các bạn. Rồi bây giờ chân gà nướng nè các bạn ơi, đây nè. Đây ướp này nãy mình ướp đó, giờ con mình đem ra con mình nướng. Nướng cái này là mình mua mình nhà ta chặt sẵn, ta chẻ sẵn, mình về mình rửa lại bằng nước muối á cả nhà ha. Thơm quá cả nhà ơi, cái mùi sa tế với cái mùi thịt gà nướng đó, nó lên mùi thơm quá, chân gà rồi nướng nè. Rồi để chút rồi mình chia sẻ cho các bạn xem nướng chín thành phẩm của mình nha. Đó nó băm ra, ta chẻ cho mình vậy đó, thì cái chân nó dễ chín đó cả nhà. Ở đây ăn cái đồ nướng này nó cực. Không sợ mà nó không có chạy không đi kiếm chỗ mua hàng á, chứ đâu có phải muốn mua là có đâu. Con chở phía bên đây cái chân này luôn đi con. Ừ, con trai út mình ăn nướng á, con trai út mình biết nhóm lửa luôn á. Tại lúc trước con trai mình thích ăn cái mà cơm nấu bằng lửa than đó, cái mình nói thôi nhúng hoài mẹ mệt quá, thành ra con mình cũng tự tập nhúng lửa than để nướng luôn, để nấu nấu cơm mà có lửa than cho có trái ăn cho nó ngon vậy đó. Rồi đây là bụi xả của nhà mình trồng này cả nhà. Bụi xả này ở sân trước, sân trước mình bao bọc chỗ sân mình là quá trời, lớp thì cây sala nè cả nhà, trời ơi cao quá trời luôn, cao lên tới đầu tư luôn rồi cả nhà ơi. Còn phía bên đây là cây muồng hoàng yến á, là cây bồ cặp vàng, nó có hoa giống như hoa lan đó, người ta gọi là lan hoàng hậu đó cả nhà. Cây mà không dài mưa quá nó ra bông nhiêu nó rụng hết rồi cả nhà ơi ha. Rồi mình chia sẻ một chút cái sân trước của mình để các bạn xem cho vui ha. Rồi coi coi, rồi gần xong rồi, đưa cái này mẹ mượn chút coi. Để xích gương chút. À, các bạn ơi, rồi mình chia sẻ mà chân gà nướng sa tế đến đây mình kết thúc nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.
sắp chín rồi, giờ mình chuẩn bị mình vô làm muối tiêu chanh với rau găm rồi cả nhà.